hai bình phước ở dưới đầu bình phước dưới đầu giá bao nhiêu độ không? Cơm còn không? Chiều còn cơm ăn cơm không? Con
Thank you.
Hỏi chú muốn trình tấu gì, mảng cầu hay là bơ, ý là mảng cầu hay bơ gì? Bơ chưa chín, con chê với mảng cầu xài dây. Mm.